Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả series Roman Super trên channel Shonen Action. Roman Super những chương gần đây đã xảy ra một cuộc chiến giữa những người Saiyan là Goku và Vegeta đối mặt với kẻ sống sót cuối cùng của chủng tộc Cerulean có tên là Granola. Hai nhân vật chính Goku và Vegeta đã bị một nhóm Hero lừa đảo để khiến họ đụng độ với Granola và cả hai bên đã có một cuộc chiến một mất một còn. Trong vài chương trước, chúng ta thấy rằng Goku và Vegeta bắt đầu đối mặt với Granola. Sau thất bại đầu tiên của Goku, Granola chuyển sang chiến đấu với Vegeta. Vegeta trình diễn cho chúng ta một trạng thái mà trước đây chúng ta chưa từng được nhìn thấy. Trạng thái này được gọi là trạng thái Ultra Ego. Cả hai bên phô diễn sức mạnh mới của mình và đều quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên thì Vegeta do mới sử dụng trạng thái Ultra Ego, vì vậy có vẻ như vẫn chưa thành thạo được kỹ thuật mới này. Còn thanh niên Granola thì nhờ lần nạp đầu tiên nên đã kích hoạt được hoàn toàn sức mạnh của mình khi mở con mắt còn lại. Chapter 76 có tựa đề Định mệnh của người Saiyan đã bắt đầu với hình ảnh một Vegeta trọng thương suy yếu đến mức đang cố gắng vật lộn để né những đợt tấn công vô cùng mạnh mẽ và chuẩn xác từ phía Granola. Hắn ta liên tục bắn các khối đạn năng lượng với tốc độ cực kỳ nhanh về phía Vegeta. Hoàng tử Saiyan đã quá kiệt sức để có thể sử dụng các đòn tấn công đánh trả lại Granola, bởi vì sau khi Granola kích hoạt được sức mạnh tiềm ẩn ở con mắt của mình, hắn ta đã áp đảo hoàn toàn được Vegeta. Granola đã dùng hai tay bắn vào Vegeta bằng chùm tia laser, như thể anh ta đang sử dụng hai khẩu súng của mình. Đòn tấn công nhanh khiến cho Vegeta đã dính hoàn toàn những cú đánh đó, đồng thời Granola dịch chuyển và xuất hiện ra phía sau Vegeta, dẫm chân của mình lên đầu Vegeta và cười nhạo trạng thái Ultra Ego mà Vegeta đã nói trước đó. Hắn ta hả hê trước mọi việc đang chứng minh rằng số phận của người Saiyan phải chết dưới tay hắn ta. Tuy nhiên, Vegeta không chấp nhận bị khuất phục, anh muốn quyết định số phận của chính mình cho đến phút cuối. May mắn cho Vegeta là Goku can thiệp ngay trước khi Granola có thể tung ra đòn dứt điểm, do đó cứu được Vegeta trong giây phút quan trọng. Goku đấm Granola ra xa bằng cách sử dụng hình dạng Super Saiyan Blue của mình. Goku muốn tham gia trận chiến để đối đầu với hắn ta, nhưng Vegeta quyết định từ chối sự tham gia của Goku và muốn tự mình xử lý rắc rối này. Vegeta tấn công Goku bằng một cú đá tàn bạo và điều này khiến cho Granola kinh ngạc. Không có ai mà ta muốn đánh bại như ngươi cả, Kakarot. Ta sẽ chỉ đồng ý và sát cánh chiến đấu khi ta có thứ gì đó cần bảo vệ. Dù có chết thì vẫn tốt hơn là chiến đấu cùng ngươi, Vegeta nói. Vegeta hiện tại vẫn có suy nghĩ giống như lần trước. Khi biến hình thành Majin Vegeta, vẫn muốn chiến đấu với Son Goku như một chiến binh Saiyan máu lạnh, không cần quan tâm đến gì hết. Chúng ta có thể thấy rằng Vegeta đang quay trở lại bản tính trước kia. Điều này thực sự không tốt đẹp gì khi Vegeta vẫn cố chấp về quá khứ của mình. Dĩ nhiên sẽ khiến cho sức mạnh mới của Vegeta không hoạt động được. Vegeta hiểu sai ý của Beerus. Anh không làm mới được suy nghĩ của mình. Và bây giờ bằng một cách nào đó, Vegeta cần vượt qua khoảng cách đó bằng cách buông bỏ những gì quen thuộc. Trong suy nghĩ thì mới phát triển được sức mạnh hủy diệt. Lợi dụng cuộc chiến của họ, Granola tấn công Vegeta với ý định đâm xuyên bụng anh ta. Một lần nữa, Goku theo kịp được tốc độ của Granola và cứu thành công Vegeta. Anh ta bị hất văng ra xa và đâm vào một ngôi nhà. Vegeta đã bất tỉnh. Granola thực sự đã sốc khi Goku có thể phản ứng nhanh như vậy. Ta đã đọc được toàn bộ những đòn tấn công đánh vào yếu huyệt của ngươi. Nó sẽ không có tác dụng với ta nữa đâu. Hắn ta nghe vậy sau đó cười lớn, một chứng minh Goku đã nhầm. Hắn liền dịch chuyển ra phía sau Goku bắt đầu tấn công vào các yếu huyệt của Goku. Sau khi nhận một đòn vào cổ, Goku làm cứng phần cổ của mình và giả vờ bất tỉnh. Granola chuẩn bị rời đi thì Goku tấn công anh ta bằng một vụ nổ ki, tiếp tục tấn công vào bụng nhưng đòn tấn công của Granola rõ ràng không còn hiệu quả đối với Goku nữa. Hai người đánh nhau một lúc, Granola lưu ý rằng kỹ thuật của Goku chỉ mạnh về phòng thủ và sẽ không bao giờ thực sự mang lại chiến thắng cho anh ta. Granola kết thúc bằng một đòn mạnh vào Goku, rõ ràng là Goku đã rất yếu và anh ấy sẽ không thể chống lại Granola nữa. Vegeta tỉnh dậy, quay trở lại trận chiến. Biện minh cho hành vi trước đó của mình đó là niềm kiêu hãnh của một người Saiyan bướng bỉnh. Vegeta trở lại dạng Ultra Ego trước sự kinh ngạc của Granola. Trận chiến kéo dài đến tận thành phố của người Sugarian. Granola bảo hãy chuyển trận chiến đi nơi khác, nhưng Vegeta không nghe. Một trận chiến khốc liệt giữa hai người bắt đầu. Cả hai lao vào đấm và cắn nhau. Cuối cùng, hắn ta lại chiếm được ưu thế. Bắt đầu tấn công Vegeta bằng những vụ nổ năng lượng ở cự ly gần. Cuộc chiến của họ kết thúc khiến Granola phải hồi tưởng lại cảnh người Saiyan tiêu diệt Cerulean. Tuy nhiên, khi một bức tường bị phá vỡ, Granola lại nhìn thấy một người mẹ người Sugaria cùng con của mình. Điều này khiến cho anh ta nhớ lại thời thơ ấu của chính mình và mẹ anh ta. Manga đưa chúng ta quay trở lại thời thơ ấu của hắn ta. Khi thành phố của anh ta bị tấn công bởi những người Saiyan, anh ta chạy đến mẹ mình, người đang ở trong một nhà thờ. Họ ôm nhau nhưng bị cắt ngang bởi một âm thanh va chạm. Cả hai trông rất kinh hãi. Và sau đó đoạn hồi tưởng đứt đoạn, chúng ta quay trở lại hiện tại. Nhớ lại quá khứ của mình khiến Granola tức giận, mà nó càng làm nảy sinh một luồng sát khí trong anh. Với một cú đấm,
anh ta ném Vegeta ra khỏi thành phố. Lúc này, tất cả mọi người đều kiệt sức, kể cả Goku. Sau đó, Granola cuối cùng quyết định dồn mọi sức mạnh của mình vào một cuộc tấn công để giết chết Vegeta. Tuy nhiên, vụ nổ cũng giết chết Granola và cả hai sẽ cùng chết. Thằng này ảo thật đấy, ước mạnh nhất vũ trụ để giết Frieza, xong giờ muốn tự sát với Vegeta, còn Frieza thì hẹn kiếp sau. Về cơ bản, đứng trước đòn tấn công quá mạnh này, Vegeta chấp nhận cái chết đã đến nếu số phận của mình đã điểm, chờ đợi Granola sẽ giết anh ta. Vegeta than thở rằng anh ta không thể cầm cự được nữa rồi. Xin lỗi chúa tể Beerus, tôi không thể trở thành con người độc ác, nhẫn tâm và vô cảm như trước nữa. Sức mạnh thần hủy diệt đã vượt quá sức một người mới làm quen nó như tôi. Vì vậy, trong khi Vegeta chờ chết, anh ấy xác nhận rằng anh ấy đã thay đổi kể từ khi được giới thiệu trong Dragon Z, và điều đó có thể là nguyên nhân chính đang là vấn đề cho việc phát huy sức mạnh hủy diệt. Goku bắt đầu chạy về phía trận chiến, nhưng rõ ràng là anh ta sẽ không đến kịp và sức mạnh của vụ nổ của Granola quá lớn để Goku có thể can thiệp vào. Tuy nhiên, khi điều đó đang chuẩn bị xảy ra, Whatmeow và Monaito đã bay về phía trận chiến. Whatmeow hét lớn lên cản Granola từ trên tàu, khiến anh ta mất tập trung trong giây lát. Goku tận dụng lợi thế và tấn công Granola từ phía sau, hạ gục anh ta và ngăn chặn vụ nổ. Vegeta và Goku sau đó nhìn Monaito bước ra khỏi tàu vũ trụ, ngạc nhiên rằng ở hành tinh Cerulean này cũng có một người Namek. Granola đã vô cùng tức giận với việc Whatmeow và Monaito đã can thiệp vào việc ngăn anh ta trả thù. Tôi chỉ muốn nó kết thúc, tôi cần chuyện này kết thúc, Granola nói. Khi Dragon Super Chap 76 kết thúc, Monaito công bố một sự thật như một quả bom tâm lý và anh bạn trẻ, tuyên bố rằng sự thật. 40 năm trước, người thực sự cứu chúng ta là một người Saiyan tên là Bardock. Điều này khiến Granola bị sốc, người không biết phải làm gì với thông tin mình vừa nghe được. Ngoài ra, Bardock thực sự là cha của Goku, có nghĩa là cha Goku có mối liên hệ sâu sắc với người Cerulean cuối cùng. Đây là một chi tiết được tác giả ám chỉ từ rất lâu. Đầu tiên chúng ta có thể thấy trong giấc mơ của Granola xuất hiện một con khỉ đột Ozaru khổng lồ đang nhìn xuống. Nó có một vết sẹo ở má, nên nó chính xác là Bardock. Ngoài ra, trong Dragon Super Broly, khi Bardock và Gin chuẩn bị tàu để gửi Goku đến trái đất, Bardock đã nói: có lẽ bởi vì anh luôn ở giữa một trận chiến, nên anh muốn thử cứu một thứ gì đó một lần, đặc biệt là con trai anh, một chiến binh được coi là cấp thấp. Điều này cho thấy bản tính của Bardock đã thay đổi hơn rất nhiều so với các chiến binh Saiyan khác. Vì vậy trước đó khi thấy hai mẹ con Granola, ông đã quyết định cứu họ, để đến bây giờ cũng coi như cứu con trai Goku của ông. Đây là một chi tiết khá thú vị, biết đâu sẽ tạo cơ hội để trong Dragon Super thì Bardock sẽ có cơ hội được Goku nhớ tới và hồi sinh thì sao. Tuy nhiên điều này chắc chắn sẽ khiến Granola cảm thấy bị sốc và giờ chỉ còn biết nói rằng: anh bạn Goku à, chúng ta giảng hòa nhé. Trên đây là những chi tiết và phân tích về Dragon Super Chap 76, trận chiến không đánh không quen giữa hai người Saiyan và Granola cuối cùng cũng đã kết thúc. Chúng ta sẽ chờ đợi Chap 77 để xem tiếp nhóm Heater sẽ trình diễn sức mạnh cũng như kế hoạch gì nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.